mình sẽ chỉ theo dõi quanh khu vực này thôi. Được rồi, và vị trí, giờ đến thiết bị nghe lén của mình. Micro gián điệp như bạn thấy, microphone. Dạo gần đây có rất nhiều hoạt động gián điệp. Ôi trời ơi, không tin nổi cậu ấy nói thế. Phải treo áp phích này lên mới được. Giờ ai cũng sẽ để mắt tới kẻ gián điệp. Ta sẽ bắt được người gián điệp. Ôi không, cảnh sát. Mình phải trốn không thì anh ta thấy mình mất. Áo hoodie này sẽ cứu mình. Mình sẽ sửa chiếc áo hoodie này. Gập cái mũ lại như thế này. Giờ mình sẽ đặt cái gì ở đây? Giờ thì đến kỹ năng khâu và gián điệp của mình rồi. Mình tốt nghiệp thuộc hạng top trong lớp khâu và gián điệp. Chỉ cần khâu phần rìa này xuống dưới. Và mình khâu tới cuối xong. Áo hoodie đã sẵn sàng để cứu mình khỏi nhà chức trách rồi. Chỉ cần luồn áo hoodie vào. Mình thích kiểu tóc này đấy. Không có ai nhìn, giờ thì chuồn thôi. Mình sẽ bắt tên gián điệp này nếu đó là điều cuối mình làm. Này, cô có thấy tên gián điệp này không? Hình như nãy tôi thấy có người trông giống thế này kia. Suýt thì bị phát hiện. Có vẻ những ngày tháng trinh thám của mình chưa kết thúc. Ôi, 4 giờ 14 phút rồi hả? Tạm biệt. Và lúc đấy tới kiểu đấy là chó thật hả? Gặp bọn sao? Gì mà vội vàng thế? Đã 4 giờ 14 rồi hả? Tôi phải đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Đúng 4 giờ 14. Kỳ quặc ghê. Mệt thật nha. Sophia về rồi hả? Gì thế này? Khiếp! Hằng ngày cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Mình sẽ dùng thứ này để theo dõi thử xem. Thả nó vào trước khi cô ấy quay lại nào. Và một ngày nữa lại trôi qua. Tớ gặp lại cậu sau nhé. Bắt đầu việc theo dõi thế nào. Bây giờ mình có thể thư giãn và ngó nghiêng rồi. Ái chà, cô ấy di chuyển nhanh quá. Cuối cùng mình cũng sắp hiểu được đầu của tai nhau rồi. Nhưng phải cẩn thận. Chơi luôn. Điện thoại báo là cô ấy gần thôi. Làm vài tấm hình nhanh gọn lẹ nào. Tuyệt, bắt được rồi. Đấy là sách hả? Chúng tôi đã bị phát hiện. Có lẽ mình nên ra khỏi đây. Xong. Mình xứng đáng được thưởng món gì đó sau khi xong việc này. Kẹo marshmallow là tuyệt nhất. Mềm và ngọt. Ngon quá, mình sẽ ăn miếng nữa. Đợi đã, cái gì vậy? Tô kẹo marshmallow của mình đâu? Sao mà nó biến mất được nhỉ? Cô ấy đang ăn cái gì vậy? Kẹo marshmallow của mình. Cô ấy vừa ăn miếng cuối cùng. Tên trộm kia đều phản bội. Tất cả kẹo marshmallow của mình đều biến mất. Đó là do lỗi của cô ấy. Mình phải làm gì đó để đồ ăn vặt của mình được an toàn. Đúng rồi, cái này sẽ hiệu quả ngay. Mình có bìa còng và dao. Giờ mình sẽ cắt ngay chỗ gần mấy cái kẹp. Đấy, mình cắt xuống tới tận đáy. Bước tiếp theo là súng bắn keo và keo. Mình sẽ quét một đường kẹo chỗ mình không cắt. Và giờ mình sẽ dán thêm một tấm bìa còng lên trên. Phần mình thích nhất là dùng súng bắn keo. Nhưng mình rất ghét khi keo nóng dính ra tay. Giờ thì dán tấm bìa còng cuối cùng lên thôi. Tuyệt vời. Nhìn có vẻ như mình có một chồng bìa còng, nhưng bên trong lại có khoảng trống. Giờ mình có thể để tất cả đồ ăn vặt lên kệ. Kệ marshmallow. Và mấy tấm bìa còng sẽ che chúng lại. Không ai có thể trộm đồ ăn vặt của mình nữa. Cậu ấy lấy kẹo marshmallow ở đâu vậy? Mình cũng muốn một ít, mình không thấy ở đâu cả. Cậu ấy giấu súng ở đâu chứ? Khỉ thật.
tập trung trong lớp thật khó quá. Đặc biệt là nếu có cậu bạn dễ thương thế này ngồi cạnh. Sao Vicky cứ nhìn mình chầm chầm thế? Trời ơi, nhìn lên bảng nào. Sao mọi người có thể đẹp trai thế cơ chứ? Không biết anh ấy có nghĩ gì về mình không? Nghiêm túc hả? Chắc là người nổi tiếng cũng thế này ấy nhỉ? Trời ạ, mình lại làm thế rồi. Sao mình cứ nhìn mãi thế? Này, có khi mình dùng mắt cậu bạn này để ngắm trai cũng được. Dùng dao khoét phần con người thật cẩn thận. Sau đó, đặt ống kính điện thoại vào đó. Lén lút phết nhỉ? Giờ mình có thể ngắm Adam cả ngày và cậu ấy vẫn chẳng biết gì hết. Chụp ảnh được dành nào. Cứ gọi mình là điệp viên Vicky nha. Mình có thể ngắm mãi cũng được. Nhưng cẩn thận, đừng để Adam thấy nha. Chẳng có cái gì rõ ràng bằng một nốt mụn to tướng trên mặt cả. Mấy cậu đang bàn cái gì đó? Ê nè, tụi này bị sao vậy? Ồ, chào Kevin. Chào Bella. Các cậu xem trận tối qua không vậy? Vụ đó nghe khùng quá nhỉ. Chẳng ai muốn nói chuyện với mình cả. Các cậu nghĩ tôi không đủ xinh sao? Thế thì tôi sẽ tự làm mình vui vậy. Tôi có mấy thứ hay hơn để nghe đó nha. Chờ đã. Cái tai nghe không dây này với cả điện thoại của mình nữa. Thử nghe lén không cả nhà. Bật AirPods lên. Rơi đến một chỗ kín đáo để không ai thấy nào. Cứ bỏ tiếp đi. Đây rồi. Giờ đặt điện thoại gần nơi bạn muốn nghe lén. Giờ chuồn thôi. Cẩn thận đấy. Mình nghe được tất cả những gì họ nói luôn. Tám chuyện rôm rả thế. Ủa, họ nói về mình sao hả? Mình làm gì có cái nhỏ to nào đâu. Các cậu đang nói gì vậy? Không nghe lén tụi này đấy à? Cục mụn này làm tớ thông minh hơn đó nha. Thôi thì cười cho qua chuyện vậy. Ước gì ngày nào cũng giống sinh nhật cho đỡ chán nhỉ. Như ngày có bài kiểm tra nè, thôi bắt đầu học đi mấy gái. Đây có phải tiếng Anh không vậy? Không nhé, tỉnh lại đi. Bella, cậu không được ngủ đâu. Làm sao mà nhớ hết đống này được? Sao mình hay quên thế nhỉ? Hình như tôi biết cách làm đấy. Mấy cái đáp án này hay quá. Tớ không cho cậu xem đâu. Tự đi mà làm nha. Bella ích kỷ thật đó. Mình quên mất cái này. Không thể tin nổi luôn. Tí nữa cậu ấy sẽ vứt rác ở trước cửa ý. Đúng rồi. Mình chỉ cần đi lượm lại mấy tờ giấy đó thôi. Lén lút một tí là được ấy mà. Mình sắp tới cửa rồi nè. Chờ một chút đã. Chắc không có gì đâu. Mình ra ngoài được rồi. Hả? Cái gì vậy? Kỳ thế mà. Thôi kệ. Ngon lành. Nhưng mình không vừa cái thùng. Phải ném nó đi chỗ khác mới được. Ủa, đâu ra vậy nè? Quái, xin lỗi chú ạ. Và giờ cải trang thôi. Xem kỹ nhé. Bước vào túi rác cỡ lớn nào. Rồi kéo lên trên. Và ngồi xuống. Dây dày tuốt mất rồi. Dẫm vào thì ngã mất. Ok. Lấy được rồi. Có gì sai sai ấy nhỉ? Không thể tin nổi trò này lại hiệu quả đấy. Không biết tay mình còn bê nổi không?
nào nào nhẹ mà. Di chuyển đi chứ cái bịch này. Ngon lành.